Lại là hai lúa Hậu Giang đi cả nhà ơi. Bữa nay chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023 cả nhà. Mình đang đang trồng rau bên kia nữa cả nhà ơi. Thì bữa hổm khúc này mình chưa có trồng cả nhà. Bên đây mình bẻ nách mình móc được mấy dòng này chơi cả nhà, thấy cũng đạt quá nè. Nắng thì cũng thuận đỡ đó. Bên kia mình cũng trồng nữa. Nhưng mà cái đây thì mình cấy cả nhà nha. Bên kia mình bẻ chắc hai bữa nó mới hết. Mình còn bán rau giống cũng còn nữa. Cái nhà mình đang bẻ hồi tối được, hôm nay lúc gạo thiếu rau tối phiêu quá mình bẻ bên kia, thiếu rau bên đây á. Bên đây thì chưa có bẻ cái nhà, giờ chuẩn bị bẻ lại quận 2 cái nhà nè, rau đầy luôn nha. Đó rồi, mình đang mướn người ta dọn rau, mình trồng lại những rau mà bẻ ba bốn lứa cái nhà. Rau mình phải có quà cho người ta chợ á, mình phải trồng cái rau non hoài cái nhà nè. Rau quá trời thấy không. Bữa nay mà cả nhà theo chân Hải hay lúa đi trồng rau luôn cả nhà nha. Đó. Bên kia có một mớ người ta đi xin đọt rau ăn cả nhà. Thấy không nè, rau tới nước chẳng cả nhà. Quá trời rau phải không? Đó. Rau cả nhà thấy không? Tới rau chân cả nhà ha. Mình còn bơm nước vô để mình bẻ rau cả nhà. Mình bẻ bữa 27 đến giờ, bẻ lại tới nữa cả nhà. Thời gian mình không có rảnh gì trơn á. Rồi mà ngày bán rau giống á, mà nó mới trời mệt, đi ngủ 2 tiếng hồ cả nhà. Mà ngày mình làm rau á, mẻ rau rồi quay qua, mình mướn người ta mận á, mình phải coi làm theo tiếp người ta cả nhà. Vậy quá. Khi nhầm bữa mà người ta mận người ta về, quay mình phải bán rau giống á cả nhà, mình cắt lại nữa. Thời gian nó chế ngoe cả nhà ơi. Mệt quá. Cái này mình trồng cho cả nhà xem, mình trồng mình cấy cả nhà nha. Mình đi quay đây cả nhà nè, rau của mình ha. Giờ mình đi quay ấp máy cho mình cho cả nhà xem á. Ở đây cả nhà, cái bên bà tre đó mình bẻ xong qua đó nữa cả nhà nha. Đó là rau cũng cỡ 6 ngày nữa bán cả nhà. Mình bẻ bên đây xong thì qua đây cả nhà. Cái này mình đang trồng lại nữa nè, mình đang trồng lại cả nhà, trồng mấy mình đang cấy á. Bữa nay mình mướn người ta làm á cả nhà. Rau này thì mình trồng có mấy vòng cả nhà, mình trồng ở đây 4 vòng dưới 3 vòng 7 vòng rồi mình dọn nữa. Từ ở đây rau răng sung cả nhà, rau nào tơi nó lại không. Đây nè, đây mình bẻ mấy 2 bữa mà rau cũng tới cho cả nhà, nó bò cả nè. Thấy không, mà đẹp ác không đó. Mình bán lứa lứa mình cũng đổi rau, mình bán lứa lứa là mình phải trồng lại cái rau non hoài cả nha. Cái này mình cái phân cho này mình không có phân cả nhà, nên lâu mình không có phân luôn. Đây có mướn anh này dọn cái đó cả nhà. Đây mình đang trồng nè cả nhà, mình cấy đó cả nhà. Ở đây là mình đang cấy nè. Chốc nổi. Mình cấy cái này không phải mấy băng cả nhà nha, cấy đất cả nhà. Rồi hút đi anh Khai. Hút cái nào chưa có ấy thì hút, đã hút luôn đi. Còn cái nhà thấy chân có hai lúa làm luôn nha. À vậy thôi cả nhà. Ui trời ơi. Cái nhà biết mình trồng bằng gì không? Mình trồng bằng cái dao ở nhà nha. Ở đây mình làm gì nè cả nhà? Đây. Giọng gì ha. Bè mình vớt bớt lúc này mình trồng xong á thì hai lúa trồng á thì là mình trồng á thì mình trồng xong hai bữa là mình đưa mình thả nước ra cả nhà nha. Cấy xong nước ra hết luôn nè. Cái nhà thấy không nè. Nè. Thì ta có con tay đó cả nhà. Nè. Nè, thấy không? Cái xuống đây. Đó.
rau của mình ra nước trắng cả nhà nha. Đó, cái xuống đây. Thấy không? Này. Nhìn cái tay làm mau, con tay chứ làm mau lên nè. Nhà thấy gì nữa, có nhà thấy không? Cái đó. Mình ngoái cái này cả nhà. Hay còn mình có dao, mình có cái lưỡi nè, thấy không? Chuyện không có nhà. Bữa nay là mình trồng mới trồng luôn cả nhà nha. Đó. Mình có hai người quay thì mình đỡ, mình có một tay mình ra mình gắn vô cái ngàm cho cái dao mình làm đó cả nhà. Đó. Đó. Cả nhà thấy không nè. Đó. Đó, đó thì xong đó cả nhà. Đây rau cả nhà, khi mình trồng rau thì mình đổi hoài cả nhà. Tháng mưa này rau càng non thì mới rau mới tốt, chứ rau già bị dần lá cả nhà. Mình trồng hoài nó rau non á. Đó thấy không? Nè, có cái ngàm nè đó. Mấy cái gì nè, đó, nhấn số đó. Đây thì mình làm chứ đúng ra này ha, mình đã mắc máy chứ đúng là mình làm, mình cầm cái tay mình cầm, mình ngửa là không ướt tay được cả nhà. Có cái ngàm đó, hai lúa làm tự làm cả nhà, thấy không? Đưa vô ngàm nè, đó nào ở trên cao quá, ngoéo vô cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Đây đây bò đại cả nhà, đó thấy không? Gì là xong nè, đó xong. Cả nhà có chúc cho hai lúa mùa vụ mùa chúc bội thu được cả nhà, cho hai lúa bình luận ha. Rồi video này hai lúa cũng làm cả nhà, mình trồng đây ở đây cũng mấy vòng đó nha, trên kia thì nó nhà thấy không, mình kế dài dài nè, cái đó thì mấy bữa nó bẻ nữa ở đây cả nhà, trồng cỏ non thôi đó. Ở đây có anh Tật Găng anh tiếp nè, tên anh Tật Găng đó, anh tiếp thấy không, đó gì đó còn nữa cả nhà nha, gì đó đang bẻ dưới đó nữa cả nhà, qua dòng ngang đang bẻ dưới đó nữa, mới gì bên kia mình ra nhiều thì mình phải bỏ dưới nhà nên nó cằn quá, nó cũng si gom nữa. Rồi ngày mới hai luôn, chúc cô chú được khỏe bình an nha. Xin chào cả nhà.